hôm nay đi thả con diều diều cá. Con này dài 2,5 m, cống bộ sáo. Bộ sáo không biết bộ sáo gì luôn. Nó tương đương với D60 đấy. Nhưng bên trên nó hơi bé tí thôi, nhưng bộ cây sáo chính của nó là phải D60 đấy. Em tôi đang buộc sáo nhá. Đây con diều sáo nhá. Anh em nhá. Anh em tôi đây test nhá. Chào tất cả các anh em đam mê sáo diều ở ba miền nhá. Cồng bộ sáo con đi to nhất này tầm đi 60. Đêm 55 gì đấy. Cho dài đưa nhá. Cho dài nó ra đi. Đâu. Lên chưa? Kêu kêu. Chất lư. Bay cao chưa? Diều lên thẳng tắp. Diều lặng kéo dây, hai thằng quấn dây mới được. Lên cao chưa anh em ơi? Diều lên cao chót vót nhá. Nay trời đẹp nữa. Dòm lên này. Dòm hết cỡ lên này. Cọc của 6D50. Đẹp chưa? Hôm nay bầu trời rất là đẹp nhé. Có mặt trời rồi.